Chỗ nào chúng ta mới nhỉ? Bên cạnh nhà biển cảng này, Seaport. Thank you.
kinh nha. Đẹp nha. À, nó vượt biển ha. Đúng rồi anh ạ. Hầm dưới biển luôn. Kinh nhỉ. Đường này dưới biển à? Vâng. Đường này chính là cái đường kênh mà đi vào chỗ Sun gì nhỉ? Marina Bay Sun Hotel ấy. Kinh vậy, đi dưới biển không hả? Vâng. Nó là nhánh của biển vào đây. À, nó giống như hầm Thủ Thiêm nhưng mà dài hầm Thủ Thiêm nhiều đúng không? Cũng không dài lắm đâu. À, tầm cây thôi. Cây hả? Dạ, chắc tầm đấy. Đúng rồi, cũng dài. Tại hầm Thủ Thiêm cũng phải 5 cây. Không, anh thấy dài đi nãy giờ, anh thấy dài. Bằng nhưng mà nó lại một chiều hầm Thủ Thiêm của mình là cũng có cái này nhưng mà đây hầm to nhỉ? To. Hầm mình chắc chỉ được làn, hai làn đây. Hầm Thủ Thiêm của mình hai máy làn. Máy của Khương là Samsung à? Vâng. Con đấy là dòng gì đấy? Dòng A thôi. A bao nhiêu? Dòng này cùi có A73. Con này bao nhiêu Khương? Con này có chục thôi, chục triệu. Chục nét đấy chứ. Sáng nhỉ? Sáng. Lên. Samsung nó đánh nét. Em mua này mục đích để pin nó khỏe thôi, đỡ phải sạc. Chứ ngày xưa dùng một Note 9 mua 20 thôi nhưng mà dùng không thua. Tức là pin nó yếu. Hay phải sạc lắm, bất tiện. Đi đâu thì mang cục dạ phòng rồi nó bí vậy. Ra một nhánh lên đây, nhánh lên mặt đất rồi. Xá như này thu phí nó mới xứng đáng này anh ạ. Thank you.
đẹp nhỉ, đường hai hàng cây đẹp. Quay nhá đấy. Anh nhớ tác bản quyền em nhé. Đường xá đẹp này. Đẹp quá. Cái cầu nó cũng để hoa hồng. Drive carefully. Thank you.
Hey. 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 Cây ở tỉa gọn gàng này. Cái biển báo của nó nhìn từ xa thì nó biết là biển gì rồi. Nó không như biển của mình chiều chiều ra lắm đâu. Biển của mình nhìn gần đến là mất bao tiền rồi. Tiện phết, có chỗ gửi luôn này. Chưa được ngắm, chỉ có vô đây ngắm cái đá thôi đúng không? Ngắm xong này, tiếp xong ra làm đi thuốc, ba đi thuốc thư giãn cái đá. Ừ, mình vừa vào Terminal 4 mà. Sao lại? Việt đấy, nó ngồi bên đấy.